Sáng ngày 10 tháng 8, nhiều doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao tham gia chương trình livestream xây dựng nền tảng kinh doanh thương mại điện tử đa kênh thành công. Người chia sẻ là ông Nguyễn Minh Đức, CEO IM Group, trainer Google. Diễn giả Minh Đức chia sẻ về nhiều nội dung như các kênh thương mại điện tử hiệu quả hiện nay, ưu nhược điểm của từng kênh, lựa chọn chiến lược phù hợp để triển khai đối với từng sản phẩm, các phương pháp và lưu ý để triển khai xây dựng website, fanpage Facebook, sang thương mại điện tử, kênh YouTube, Google Maps. Cái website sẽ giúp bạn làm thương hiệu bền vững. Khi bạn á đi quảng bá, bạn chỉ cần la làng cái tên miền thương hiệu thôi ha. Rồi khi mà bạn la làng những cái thông điệp liên quan đến sản phẩm và những cái điểm khác biệt của sản phẩm. Thực tế, nhiều doanh nghiệp cá nhân tại Việt Nam đã và đang chuyển việc kinh doanh lên các nền tảng số, giúp họ thu về lợi nhuận lớn. Trong đó, doanh thu đến từ nhiều nguồn, website chiếm khoảng 40% doanh thu, các trang thương mại điện tử chiếm khoảng 35% doanh thu và mạng xã hội chiếm khoảng 25% doanh thu. Khoảng 70% người mua hàng online mua ban đêm, vì thế hệ thống nền tảng của doanh nghiệp phải đảm bảo vận hành tự động được các giao dịch đặt hàng, thanh toán, giao hàng. Do đó, kinh doanh trên môi trường số phải làm được digital business, digital marketing phải xây dựng kênh sở hữu để truyền tải thông điệp cần định vị, phải lên top từ khóa thương hiệu và PR, sau đó chạy chiến dịch bán hàng và đo lường. Trong đó, mỗi kênh cần có nội dung nhất quán, thông điệp, thương hiệu chung để tạo ra sức mạnh cộng hưởng, giúp người dùng nhớ đến doanh nghiệp, sản phẩm. Hiện nay, kênh mang đến cho doanh nghiệp đơn hàng nhanh và nhiều là kênh do chính doanh nghiệp sở hữu, kênh bán sở hữu chậm hơn. Lưu ý, khi bán hàng trên thương mại điện tử, doanh nghiệp cần có đường dẫn chỉ về website trên từng sản phẩm khung hình. Sau cùng là cần làm hạ tầng lưu trữ khách hàng, hệ thống CRM, ERP, Sapogo, Kiosk Việt. Những phần mềm này kết nối với website, trang Facebook hay các trang thương mại điện tử.